Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bác sĩ nha các bạn. Và bệnh nhân của mình hôm nay là những cái trái cây, rau, củ quả nha. Và bây giờ mình sẽ làm bác sĩ nha. Mời bệnh nhân đầu tiên. Wow, bệnh nhân đầu tiên của mình là một quả táo. À, mình cũng là bác sĩ. Bác sĩ lớn và y tá nhỏ. Rồi, khâu bụng lại cho cái quả táo. Tiếp theo là một củ hành tím. Đâu? Bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là một củ hành tím và đang bị một con sâu nó đang đục khoét vô cái bụng, và mình sẽ gấp con sâu ra cho củ hành nha. Rồi, thank you, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo là ok. Bệnh nhân tiếp theo mời vào, đó là một quả dưa chuột. Quả dưa chuột này trời ơi đầy dồi trong bụng. Con dồi. Và bây giờ mình dùng máy hút để hút những con dồi này ra nha, khâu bụng lại. Đó là những việc đó là của y tá làm. Bác sĩ chỉ đứng kế bên nhắc nhở và chỉ đạo thôi. Yeah. Thành công. Rồi, thu tiền bệnh nhân xong rồi cho bệnh nhân về nhà. Mời bệnh nhân tiếp theo. Tiếp theo của chúng ta là một quả đu đủ chín. Hình như là một quả đu đủ chín. Trời ơi, bên ngực trái của anh ấy có rất là nhiều cái hoạt sạn, hạt đậu, hạt tiêu gì đó. Điều. Rồi bây giờ y tá hãy hút ra. Hút ra hết. Trên bụng phải của anh ấy cũng rất là nhiều. Rồi mai lại. Mai hai cái luôn. Đúng rồi. Mai hai vết thương lại. Ôi cảm ơn. Rồi trả 100 đồng tiền. Wow, băng keo y tá. Có băng keo nữa. Wow, mời bệnh nhân tiếp theo. Trời ơi, hiện tại vậy. Bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là một khách VIP. Khách này rất là VIP nha. Khách này rất là hiện tại. Khách VIP mà bỏ đi rồi, khách VIP bỏ qua bệnh viện sang chảnh hơn rồi. Và bây giờ bệnh nhân của chúng ta là một quả chuối. Một quả chuối đang Ủa mình chưa mổ bụng mà sao mai lại vậy? Mai lại. Bệnh nhân này đã mổ rồi nhưng mà cái vết thương của bạn ấy đang bị hở ra. Cho nên chúng ta phải mai lại và dán băng keo lại để không bị nhiễm đau. Trùng nữa. Không bị đau nữa. Không bị đau và mau lành nữa. Yeah. Rồi, tiếp theo mời bệnh nhân tiếp theo. Yeah. Wow. Yeah, bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là quả dưa hấu. Một quả dưa hấu. Yeah. Anh ấy bảo anh ấy đau bụng mà không biết bên trong anh ấy có gì. Wow, rất là nhiều rồi. Và chúng ta phải rạch ra để hút. Rồi, y tá hút đi. Hút những chú vật dồi này ra và mai lại cho bạn dưa hấu nha. Rồi, để xuống đây đi cho nó dễ làm. Rồi, hút ra. Wow, trời ơi. Bên trong ruột rất là đỏ nha. Nhưng mà phải mai lại. Giờ y tá bự mai đi. Bác sĩ mai luôn. Wow, xong rồi, thả tim chắc rất là nhiều. Lắm. Hết đau rồi. Thuốc lúc nãy thuốc khử trùng. Mời bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là một quả cà tím, nhưng trên người anh ấy nổi rất là nhiều nấm nha. Mình dùng thua chai thuốc này mình xịt cho nấm mốc nó bay hết. Sao có nấm ở trên đó vậy? Vì anh ấy không có tắm rửa ở dơ cho nên là anh ấy có rất nhiều nấm trên người. À, và cô ấy đang có một em bé cà tím rất là dễ thương. Và chúng ta sẽ lấy em bé cà tím ra và mai bụng lại. Yes. Bye bye hai mẹ con cà tím nha. Rồi, tiếp theo. Chào gâu. Tiếp theo là trời ơi cái quả gì mà nó gai chi chít vậy nè. Hình như là quả sầu riêng ấy. Quả sầu riêng cũng đang bị đau nha. Nhưng mà bạn ấy có rất là nhiều gai nhọn, chúng ta phải cạo hết gai nhọn chúng ta mới xử lý vết thương được. Wow, bạn ấy đang bị đau tim. Và chúng ta sẽ cái thay tim của bạn ấy đang bị nứt da. Chúng ta sẽ thay tim cho bạn ấy nha. Cái tim của bạn ấy đang bị nứt da. Thấy rồi, không? Thấy rồi. Là chúng ta thay trái tim mới cho bạn ấy. Wow, mai bye bye, đặc biệt trái tim cũ nha. Có trái tim mới rồi, khỏe con rồi. Cũng có trái tim.
Đúng rồi, con cũng có trái tim. Ủa mà sao bác sĩ không hai trái tim vậy? Bắp. Bắp. Hiện đại quá ta. Đẹp kính rồi chứ. À, đây là một quả thơm. Trên người bạn ấy rất là nhiều nấm nha. Bạn thơm này bao lâu rồi không tắm mà trên người nổi đầy nấm mốc thế này. Xịt bay nấm mốc. Rồi xong. Sau đó chúng ta sẽ lấy dơ quá, chúng ta phải lau hết bụi bẩn ra. Trời ơi, bạn ấy còn bị gì nữa nè? Bị thương đó, cái da bạn ấy bị tróc ra. Sao chúng ta gì? Sẽ dán lại. Da vậy? Chắc là bị té, xây xát ở đâu đó. Mời bệnh nhân tiếp theo. Một chùm nho màu tím đậm nhạt. Không phải đậm nhạt mà hai cái quả đậm đậm này là nó bị héo, nó bị khô héo, nó bị thiếu nước. À, bạn nho đang bị thiếu nước. Chúng ta sẽ tiêm thuốc tiêm nước vào, thêm nước vào cho bạn ấy để bạn ấy có thể tròn quay quẩy ra. Rồi, y tá không biết chỗ tiêm nè, y tá tiêm không đúng chỗ đó. Đúng rồi, qua đây đúng chỗ nha. Wow, rồi, thank you. Bạn nho đã khỏe. Mời bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là một quả kiwi. Bạn ấy cũng rất là nhiều lông cho nên chúng ta sẽ cào rất là cào nhiều. Cào bị phạm nữa. Cào bị phạm. Wow, rồi. Phẫu thuật cho bạn ấy chắc là cứu lấy một em bé kiwi gì ở trong. Không phải. Bên trong bạn ấy có rất là nhiều. À, bạn này bị sỏi thận các bạn ơi. Mình gấp những cái viên sỏi ra và mai lại cho bạn ấy. Y tá mai lại. Wow, để xuống đây nè, cầm cho nó dễ, cầm chi cho nó khổ vậy. Rồi, bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là một quả ớt chuông. Và bạn ấy đang gặp khó khăn đó là có một con sâu chui vào trong bụng bạn ấy. Trời ơi, bổ bụng đấy bé ra hay gì nữa? Không phải, em bé bên trong đã bị sâu tấn công và đẻ rất là nhiều chú sâu nhỏ. Mình sẽ giúp em bé lấy hết em bé đẻ sâu nhỏ hả? Lấy những con sâu mà nó chuẩn bị ăn em bé nè. Đó. Ớt rồi. Chuông sao nó nhỏ vậy? Mai bụng em bé lại. Ủa, mai bụng ớt mẹ lại. Em bé hả? Đây là cái gì? Bạn nấm sang chảnh. Bye bye. Cha-cha-cha-chan. Cà chua. Cà chua đang bị cái gì vậy? Y tá, cà chua đang bị một mụn, một nhọt chứ không phải một mụn nữa. Trời ơi, nặng ra. Ui trời ơi, nó bắn ra tung tế văng cả mặt bác sĩ rồi. Y tá làm đi, bác sĩ đi rửa mặt thôi. Trời ơi, trong bụng bạn ấy có một em bé cà chua và em bé cà chua này cũng đang bị vi khuẩn tấn công. Chúng ta sẽ phẫu thuật để cứu lấy. Nhanh lên để em bé bị ăn thịt. Wow, trời ơi, sao nó còn xanh vậy? Em bé cà chua nó còn nhỏ cho nên nó còn tươi xanh. Hút lấy sâu hết đi. Rồi, trời ơi, nãy giờ bệnh nhân sao nhiều sâu dữ vậy? bệnh nhân của chúng ta rất là nhiều sâu nha. Tiếp theo, mời bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là một củ cà rốt và bạn ấy đang bị nấm da. Chúng ta sẽ giúp bạn ấy bôi thuốc nè, rửa sạch vết thương và bôi thuốc lên. Hết rồi. Wow, bạn ấy còn đau gì ở bên trong nữa? Wow, bên trong còn một em bé cà rốt rất là dễ thương nha. Bạn ấy khóc luôn. Wow, đau quá mà không khóc sao được. Dán băng keo lại cho vết thương không bị nhiễm trùng và mau lành. Băng keo này đẹp á. Bạn ấy là một quả dừa và bạn ấy đã bị nhiễm nấm rất nhiều, rất nặng luôn, xịt rất là nhiều vào. Rồi. Em bí nữa hả? Rồi. Đây, bạn ấy bị tổn thương đây nè, tổn thương da rất nghiêm trọng tại vì bạn ấy bệnh rất nặng cho nên tiêm cho bạn ấy một mũi thuốc để phục hồi cái làn da lại. Yes.
Mời bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo của chúng ta là một quả dưa gan. Wow, trên người bạn ấy đang có một con sâu cũng rất là giống bạn ấy luôn. Con sâu của quả dưa gan rất là giống bạn dưa gan luôn. Ý hình như trên người của bạn ấy còn cái trời ơi, sâu vào trong bụng bạn ấy và làm tổ đẻ trứng ở trong đó. Chúng ta sẽ phẫu thuật cho bạn ấy và lấy những cái trứng sâu và sâu con trong người bạn ấy ra. Mai lại đi y tá. Y tá đâu? Mai vết thương lại. Đau lắm á. Đau lắm á hả? Rồi. Yeah. Mời bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân này là hơi. Bệnh nhân tiếp theo chúng ta là một quả dâu tây. Ôi sao đau bụng thế? Trời ơi, trong đây toàn là cái gì vậy bác sĩ? Sâu. Y tá, lấy ra, lấy sâu ra. Con đi một phát rồi con quay lại nha. Rồi, để bác sĩ xử lý cho. Hôm nay là y tá sẽ nghỉ phép một chút. Rồi, để bác sĩ làm nha, bác sĩ sẽ làm một mình. Bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo là một quả dưa hoàng kim. Và người bạn ấy có một con sâu cần được gấp ra. Gấp con sâu ra khỏi bạn ấy rồi. Trên người bạn ấy còn một vết thương. Chúng ta sẽ tiêm thuốc dưỡng nhan cho bạn ấy. Quá trời ơi vậy? Bên trong cái vết thương đó còn đã bị nhiễm trùng và bây giờ sẽ được phẫu thuật ra. Rất là nhiều sâu bò bên trong. Y tá bây giờ mình sẽ hút y tá đã trở lại và bá vết thương cho bạn dưa hoàng kim nha. Dưa hoàng kim. Mời bệnh nhân tiếp theo. Lại là một quả đu đủ bị nấm mốc. Ủa sao bạn ấy còn xịt rất là nhiều thuốc sao vào cho nó bay nấm mốc. Sao bạn ấy là một dưa đủ không tắm nữa vậy? Bạn đu đủ này lười tắm quá, người đầy nấm mốc. Xong. Bạn dưa đủ. Trời ơi, nội soi cho bạn ấy. Trời ơi, trời bên ơi. Phải và bên trái đều có những con. Con gì biết không nhỉ? Con này con giống con virus ấy ấy quá. Con virus. Rồi, tiến hành phẫu thuật. Chưa xong sao? Tiến hành phẫu thuật cho bạn đu đủ. Và một bạn đu đủ. Y tá đâu? Phẫu thuật và gấp những cái hạt vi khuẩn ra. Trời ơi, chịu nhi quảng cáo vậy. Mai lại đi y tá. Nhưng mà còn một chỗ nữa. Rồi y tá sẽ lấy mắt kiến khác và đeo vô cho nó rõ. Làm việc nãy giờ mà mờ mắt luôn. Nhiều bệnh nhân đang xếp hàng. Tiếp theo của chúng ta là một quả cam. Mờ mắt luôn rồi bác sĩ. Trời ơi, quả cam đang đau bụng. Hình như bên trong bụng của bạn ấy có một em bé cam. Chính xác luôn. Lấy em bé ra và khép vết thương lại cho bạn ấy. Khép vết thương lại cho em bé. À lộn lộn quả cam mẹ. Nhớ dán luôn băng keo để chống nhiễm trùng. Cho nó lành nữa nha. Trời ơi, cái này là cái gì đây bác sĩ không biết luôn á nha. Đây là một quả măng cụt màu tím. Wow. Sao bạn ấy bị gì bên phải? Wow. Em bé của bạn ấy nằm phía bên phải và sao cần vậy? Được gấp ra không biết nữa. Em bé nhỏ xíu xìu xíu à. Mai vết thương lại. Cần phải dán băng keo. Ủa sao em bé nhỏ xíu xìu xíu vậy? Thì em bạn măng cục nhỏ xíu xìu phải có em bé nhỏ xíu xìu chứ. Đây là một quả ớt vô cùng cay. Ăn nhưng... vô thôi. Trời ơi nó cay. Gì đâu bạn muội phải đi uống nước thôi. Nhưng bạn ấy bị ngoại anh hai. Ngoài da phải lau vết thương cho bạn ấy. Mà có bà ngoại với anh hai nữa nha các bạn. Và anh ấy cần được phẫu thuật ngay. Trời ơi. Cặp cứu ngay, cặp cứu em bé ở. Cặp cứu thì là nhanh mới được. Đúng vậy. Rồi, lấy em bé ra. Wow. Em bé quả ớt nhé.
may lại vết thương cho bạn ấy. Đó là hột của bạn ấy màu vàng hả? Đúng, bạn ấy trong người có rất nhiều hột. Tại vì ớt mà có hột nhiều. Wow, wow. Đây là một cái bông atiso hay sao đó. Và bạn ấy đang gặp khó khăn là một con sâu đục thân. Giống như bạn ấy vậy. Rồi tiêm cho bạn ấy một mũi thuốc. Tiêm ở đâu? Tiêm, tiêm lá bạn ấy nè. Lá bạn ấy đã bị vàng, tiêm lên cho nó xanh. Wow, trời ơi, Aviso. Aviso còn có em bé nữa. Không phải em bé mà rất nhiều sâu bên trong bạn trời ấy. Trời ơi, cắt thêm một chút nữa. Y tá đâu? Y tá đâu? Y tá đây. Hút sâu ra và may lại vết thương cho bạn. Cho bạn ấy anh hai kìa. Không cải. Phải atiso. Atiso. Đây là cái bông cải màu xanh. Nhưng mà bạn ấy không uống thuốc hay gì đấy. Không phải, bạn này biết bị gì không? Bạn này không tắm rửa lâu lắm rồi nè, ở dơ nè, vừa nổi mụn mà vừa bị nấm nữa. Bác sĩ không có mụn. Trước tiên là phải xịt thuốc cho hết nấm. Rồi dùng tay nặng cái một mụn này ra, y tá nặng đi để bắn vô mặt bác sĩ, nguy hiểm lắm ạ. Bắn, nặng, nặng, tránh xa ra, tránh xa ra. Nặng nha, đè mạnh vô. Ôi, né ra không là nó bắn vô mặt. Trời ơi, có em bé nữa hả? Không phải em bé là sao? Trời ơi, làm qua nha. Cái này bác sĩ biết gì? Bị y tá bác sĩ thì chẩn đoán sai lầm quá. May lại, bất thường. Bông cải ơi. Bông cải ơi là bông cải. Trời ơi, bạn nghi ngờ hết nhưng mà không cá đâu. Bạn gì nữa đây? Không biết luôn. Giống như một quả dừa. Thì ra là quả dừa nữa à. Đới hoài vậy mà nổ dâu hoài, chắc giết là bị mổ bụng giấy em bé luôn bây giờ. Mai mốt thì bác sĩ sẽ tắm rửa cho luôn á. Rồi mở bụng em bé hả? À, đau quá. Không em... phải, bên trong bạn ấy có hai cái trời đất ơi, khủng khiếp thật. Gấp ra xem là cái gì. Trời ơi. Hai viên sỏi thận hai bên cái thận, quá trời quá đất. Trời ơi, hai viên sỏi nó to quá trời luôn. Để cân lên coi. Trời ơi, hai viên sỏi nặng 3kg. Hèn chi bạn ấy khóc quá trời luôn, đau dữ lắm. Mời bệnh nhân tiếp theo. Đó là bạn gì vậy? Táo hả? Không phải táo, cái gì á. Giống một quả đào. Hình như là quả đào. Muốn lấy em bé phải không? Hình như là rất là nhiều sâu bọ bên trời. Trời ơi, còn dơ nữa hả? Không phải dơ mà là bị sâu bọ ăn hết một miếng thịt cho nên phải tiêm thuốc vào và mái lại. Chắc đào lắm á. Thôi, bác sĩ và y tá nãy giờ khám rất là nhiều trái cây và cũng rất là mệt mỏi. Và bây giờ bác sĩ và y tá cần được nghỉ ngơi. Xin trời ơi, bạn này nữa nè. Đóng cửa thôi, bye bye. Chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Trời ơi, bạn này lạ quá. Bạn chôm chôm chứ gì mà lạ. Chôm chôm hả? Chôm chôm. Trời ơi, chôm chôm. Sao lạ vậy? Rồi. Để y tá thực tập coi. Y tá gấp được 4 cái gì trên người bạn chôm chôm ra vậy? 4. Wow. Không phải em bé mà rất là nhiều sâu bên trong. Sâu hả? Bạn tiếp theo là bạn gì? Ôi, sâu vết thương lại. Wow, chôm chôm chín đỏ mọng rất là đã nha, rất là ăn ngon. Bạn đậu bắp. Trời ơi, bạn ấy còn mổ bụng nữa à. Bạn ấy cần vệ sinh sạch sẽ và phẫu thuật. Biết mà. Wow, wow. Có 3 hột đậu rất là to bự khổng lồ bên trong. Em bé hột đậu. Lấy một em bé ra.
ba em bé luôn mới về chứ. Trời ơi, bạn này có tới ba em bé luôn. Bạn này buồn quá vậy. Em bé khóc mà em bé mới ra mà em bé phải khóc vậy đó. Sao em bé mới ra mà em bé khóc vậy? Vậy á. Bạn khế. Khế. Khế sang ngầu vậy? Ngầu. Mà không khế đâu. Không khám đâu. Đây là bạn Hoa. Hoa gì đây? Hoa cúc. Trời ơi, bạn ấy còn ngốt bụng nữa à. Không. Ôi, trái tim vỡ nát. Trái tim vỡ nát cần được. Trời ơi, sao hai người được cái chim vỡ nát vậy? Phải hai cái gì biết không? Trái tim, hai trái tim. Không, chính là hai cái bông hoa khác. Wow. Trời ơi, nãy giờ ráng làm thêm cũng nhiều rồi. Thôi nghỉ đi bạn y tá ơi. Rồi đóng cửa đi, con ra đóng cửa phòng mạch đi. Rồi bây giờ mình nghỉ ngơi chúng.